nải chuối thần kỳ trong truyền thuyết. Chắc con quái vật đang ngủ say. Miếng mồi ngon của ta. Nải chuối thần kỳ sẽ thuộc về ta. Ta sẽ vứt con mèo làm mồi nhử. Chạy đầu cho thoát. Ta sẽ tìm cách hái nó xuống. Ăn đi, tên quái vật. Cái gì vậy trời? Cho ngươi lổ banh xác. Ha ha. Yeah, tuyệt cú mèo.